như thầy chia sẻ thì khi mà tôi đã xây dựng được cái chiến lược định vị, nghĩa là positioning, thì các chiến lược về marketing mix mà chúng ta vẫn thường hay nói về 4 chữ P nó phải đi theo định vị đó. Ví dụ như khi nãy thầy có chia sẻ về mô hình 3 vòng tròn của sản phẩm, khi mà chúng ta thấy là khách hàng họ rất mong chờ trong cái tiêu chí định vị là dịch vụ khách hàng, thì trong quá trình tạo ra sản phẩm chúng ta phải đi thêm vào trong đó là những dịch vụ đi kèm. Hoặc là nếu như trong trường hợp cái định vị đó chúng ta đã xác định là chính sách giá phải linh hoạt, thì trong quá trình định giá chúng ta phải tạo được một chính sách giá linh hoạt để làm sao khi khách hàng mua thì họ có những cái được áp dụng như là chiết khấu, giảm giá hoặc là thưởng doanh thu, thưởng doanh số v.v. Cái chữ P thứ ba chúng ta nói về phân phối. Ví dụ như khách hàng khi mua thì làm sao để họ có thể tìm kiếm ta nhanh nhất và mua được trong thời gian ngắn nhất. Hay chúng ta có thể hình dung là cái từ place nó luôn đi liền với từ convenience là sự thuận tiện. Như vậy thì kênh phân phối cũng phải đi liền với lại cái định vị đó. Và cái cuối cùng là truyền thông chiêu thị, thì chúng ta cũng thấy là các hoạt động truyền thông, các hoạt động quảng bá, quảng cáo cũng đi liền với cái định vị. Nếu như trước đó chúng ta đang xây dựng là cái dịch vụ khách hàng thì phải làm sao cho khách hàng họ biết điều đấy. Nhưng riêng của B2B thì chúng ta lại có thêm một cái chữ là personal selling. Thì cái chữ P đó mình có thể xem như là một cái chữ P thứ 5 trong cái hoạt động của B2B. Như vậy thì người nhân viên bán hàng phải làm sao truyền thông, truyền đạt được, hoặc là phải làm sao cho khách hàng thấy được những cái đặc tính, những cái đặc điểm nổi trội, hoặc là những cái lợi ích mà họ mong chờ, hoặc là những cái gì mà chúng ta đã đeo đuổi định vị trước đó để người tiêu dùng hay người khách hàng biết. Tóm lại thì cái chiến lược về marketing mix trong B2B có thể tạm cho là 5 chữ P. Trong đó chữ P thứ 5 là personal selling, gốc của nó là nằm trong cái chữ promotion được tách ra. Và 5 chiến lược này luôn luôn gắn liền, đi kèm nhất quán với chiến lược định vị trước đó mà chúng ta đã xây dựng. Như vậy thì đối với góc độ của một doanh nghiệp thì setting price nghĩa là làm sao để xác định được cái giá bán của sản phẩm trước khi đặt. Khi tôi xác định được cái giá bán thì bây giờ triển khai giá bán như thế nào thì ta gọi là pricing policy. Như vậy thì khi setting price về mặt lý thuyết cũng như thực tế thì thấy rằng là như thế này. Doanh nghiệp luôn luôn định giá sản phẩm dựa trên một cái phương pháp đầu tiên không bao giờ bỏ qua, chính là định giá dựa trên chi phí. Cái đầu vào của tôi như thế nào, chi phí của tôi như thế nào, cộng thêm một khoản tiền lời tôi mong muốn, lợi nhuận tôi mong muốn để ra được giá bán. Nhưng họ sẽ không bao giờ dừng ở một phương pháp, họ sẽ phối hợp tới một phương pháp số 2 là so sánh nó với đối thủ cạnh tranh trực tiếp, sản phẩm cạnh tranh này giá họ như thế nào để mình điều chỉnh giá của mình cho nó gần với giá của đối thủ cạnh tranh, thì lúc này cơ hội của mình nó mới có thể bán được. Như vậy thì ý chí ít trong cái setting price, chúng ta thấy có một cái phương pháp định giá đầu tiên là dựa trên chi phí. Phương pháp định giá thứ hai là dựa trên đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà khi tôi phối hợp hai cái phương pháp này lại với nhau thì lúc này tôi mới có được một cái mức giá gọi là giá tối ưu. Tại sao giá tối ưu? Bởi vì nó đáp ứng được ba chữ C. Chữ C thứ nhất là company, là xem xét ở góc độ của doanh nghiệp rồi. Chữ C thứ hai là competitor, là xem xét và so sánh nó với giá của đối thủ cạnh tranh. Và chữ C thứ ba là customer, là khách hàng chấp nhận với giá đó. Đối với là chính sách về giá thì chúng ta có một cái câu cũng khá hay có thể tham khảo: the price is fixed but the pricing is flexible. Nói một cách khác là giá anh có thể cố định nhưng chính sách giá phải linh hoạt. Bởi vì tinh thần của người bán hàng là không bao giờ nói không với khách. Ví dụ như bằng cách phương pháp này phương pháp kia tôi định giá được đó là 100 đồng. Thế bây giờ mang cái 100 đồng này ra bán như thế nào? Thì bản thân là công ty phải có một cái gọi là chính sách giá linh hoạt. Trên giá này chiết khấu bao nhiêu phần trăm, giảm giá cho khách hàng bao nhiêu phần trăm. Và nếu như một nhà phân phối khi họ mua thì họ có những chính sách thưởng về doanh số các thứ hay không. Thế là cái anh nhân viên bán hàng khi anh đi ra ngoài thị trường á, thì anh có được một cái mức giá mà công ty đã ấn định, và thậm chí nhiều công ty đã in ra thành một cuốn bảng giá rồi, và cho anh một cái quyền quyết định trong quá trình trao đổi với khách là anh được chiết khấu bao nhiêu, anh được giảm giá bao nhiêu. Thì lúc này người nhân viên bán hàng mới có cái quyền quyết định và đàm phán trong lúc nói chuyện với khách. Như vậy thì anh ơi, bây giờ nếu anh mua cái sản phẩm này thì
bên em giá 100 có thể chiết khấu cho anh được là 10%, mặc dù anh ta có cái quyền chiết khấu đến 15 cơ. Nhưng mà nếu như khách hàng họ yêu cầu chiết khấu cao hơn thì anh có thể yêu cầu những điều ngược lại, anh có thể mua nhiều hơn không, anh có thể thanh toán nhanh hơn không, anh có thể mua thêm mặt hàng B của em được không, anh có thể gia tăng được cái giá trị đơn hàng nhiều hơn không, để đánh đổi được cái việc là chiết khấu cao hơn. Như vậy thì người nhân viên bán hàng, các thằng tổ chức phải rất là linh hoạt, khôn khéo trong việc sử dụng cái quyền mình đang có. Và cái quyền đó chính là cái pricing của họ. Ngay cả B2B hay B2C, thì khi tôi đi bán hàng thì cái lực lượng mấy anh nhân viên bán hàng, anh, đối với B2C có khi anh đang chăm sóc cái kênh phân phối, anh đang chăm sóc cái đại lý của anh, thì họ vẫn phải tính toán là cái năng suất lao động của người này bây giờ một năm anh làm bao nhiêu ngày, một ngày anh làm được bao nhiêu điểm bán, và từ đó tôi tính toán được cái quy mô của đội ngũ tôi cần, cũng như là tính toán được cái hiệu quả anh cần phải thực hiện được. Thì điều đó nó cũng tương tự đối với B2B. Thế bây giờ tôi phục vụ khách hàng của tôi là ai? Thầy lấy ví dụ như thầy bán về thiết bị y tế, hay là thầy là một công ty về dược. Như vậy thì khách hàng của thầy có thể là bệnh viện, có thể là trung tâm y tế, có thể là tiệm thuốc tây, có thể là phòng mạch bác sĩ. Như vậy thì đối với lực lượng bán hàng hay là personal selling, thì cái đầu tiên mình rất quan tâm là tôi cần bao nhiêu nhân viên, nghĩa là quy mô của đội ngũ bán hàng đó. Thì chúng ta thấy là dù B2B hay B2C thì chúng ta phải tính toán được rằng là bây giờ tôi có bao nhiêu loại khách hàng, mỗi một loại khách hàng tôi có bao nhiêu người khách, và cái chỉ tiêu của một người nhân viên là một ngày phải ghé thăm được bao nhiêu khách hàng ở loại này, và tính toán trong thời gian 8 tiếng thì thời gian anh đi viếng thăm, thời gian anh di chuyển các thứ thì như thế nào, thì nó mới có cái chỉ tiêu là một ngày anh đi gặp 3 khách, một ngày gặp 4 khách, có khi một ngày gặp cả 10 khách, và chúng ta mới tính toán tiếp tục là trên cái thời gian lao động của họ để mình quy ra được cái đội ngũ nhân viên tôi cần. Rồi sau đó bắt đầu từ đội ngũ đó mình mới phân bố tổ chức lực lượng bán hàng. Anh này phụ trách cái kênh là siêu thị, anh này phụ trách cái kênh bệnh viện chẳng hạn, anh này phụ trách cái kênh là nhà phân phối, là đại lý. Thì lúc này chúng ta lại tiếp tục, sau khi tính toán quy mô, chúng ta phân bổ đầu công việc ra. Như vậy thì nếu như mà nói về cái xúc tiến về siêu thị trong promotion, thì chúng ta mới thấy là nó có rất nhiều hoạt động thuộc vô cái nhóm promotion này. Ví dụ đầu tiên quảng cáo cũng thuộc về promotion, khuyến mãi hay mình gọi là khuyến mại hay gọi cả hai cũng thuộc vô cái nhóm này. Personal selling cũng thuộc vô nhóm này. PR, quan hệ công chúng cũng thuộc vô nhóm này. Và direct marketing cũng thuộc vô nhóm này. Như vậy thì cái hoạt động về promotion phải nói là quá nhiều hoạt động đa dạng luôn. Thế bây giờ quay về bây giờ B2B. Như vậy thì phải có quảng cáo chứ. Vì có quảng cáo thì khách hàng dù là doanh nghiệp, loại hình gì thì họ mới biết. Vì họ sẽ không biết thì họ sẽ không mua. Khách hàng họ biết nhưng chưa chắc họ hiểu, bởi vì chúng ta đang bán những cái thiết bị đó thuần về kỹ thuật luôn. Hoặc thậm chí tôi bán phân bón, làm sao mà họ có thể hiểu được hết tất cả những cái chức năng đấy. Thế là cuối cùng khi tôi làm quảng cáo nó vẫn thuộc về cái siêu thị, họ biết nhưng họ không hiểu, thì tôi tổ chức hội thảo, tôi mời họ tới. Thậm chí đối với nông dân tổ chức hội thảo đồ bờ, đối với lại một số những công ty khác tổ chức hội thảo tại một cái sảnh nào đấy. Nhưng họ hiểu xong họ chưa tin, vì hiểu chưa chắc tin. Như vậy thì tôi lại tiếp tục làm một cái hoạt động siêu thị là cho họ sử dụng thử. Chúng ta có thể biết ra hoạt động của sampling. Khi họ sử dụng thử họ tin rồi cũng chưa chắc họ mua. Như vậy tôi lại phải có những hoạt động của khuyến mãi, hoạt động của push and pull để họ có thể mua cái sản phẩm của tôi. Nhưng khi họ mua rồi cũng không có gì đảm bảo họ sẽ mua tiếp. Như vậy tôi phải có những chương trình tác động vào lòng trung thành. Ví dụ nhà phân phối, tích lũy điểm, cộng dồn doanh số, thưởng cuối năm ô tô nhà lầu luôn. Để cho nên chúng ta thấy là truyền thông là một cái chữ rồi, truyền thông, nhưng quá nhiều hoạt động. Thì dù là B2B tôi vẫn sử dụng nó một cách linh hoạt để mà chuyển hóa các trạng thái của người khách hàng này, từ việc không biết phải biết, biết phải hiểu, hiểu phải tin, tin phải mua, mua phải mua tiếp. Và điều đó nó cũng giống như ở người tiêu dùng, nó chỉ khác nhau là đối tượng mua khác nhau thì chương trình tôi sử dụng khác nhau.
các hoạt động truyền thông chiêu thị, thì tất cả các hoạt động muốn làm gì thì phải có mục tiêu, bởi vì tôi không thể làm bất cứ gì xa rời mục tiêu. Thế cho nên là tùy mình đang muốn thực hiện cái mục tiêu gì thì cái chương trình hay hoạt động truyền thông sẽ thực hiện trên mục tiêu đó. Ví dụ như nếu như mà mục tiêu của tôi là làm sao để cho khách hàng biết tôi, vì tôi đang mới vừa đưa ra một sản phẩm mới, và khả năng biết càng nhiều càng tốt, càng rộng càng tốt, thì lúc này tôi sẽ đánh mass. Lúc này tôi có thể tham gia trên một tạp chí, tôi có tham gia trong triển lãm hội chợ, và tôi không chủ đích hướng vào ai cả. Nhưng mà khi người ta biết rồi thì đến giai đoạn thứ hai, như khi nãy thầy nói là phải hiểu á. Nhưng mà cái hiểu thì tôi chỉ cần là cái anh cán bộ kỹ thuật này anh hiểu thôi, hay là cái anh giám đốc này anh hiểu thôi, thì tôi tổ chức hội thảo, tôi mời đúng anh thôi, tôi không đánh kiểu kia. Như vậy thì lại quay về câu chuyện là anh đang muốn thực hiện mục tiêu gì, và cái đối tượng anh muốn nhắm tới là ai, chương trình anh thiết kế phù hợp. Và tương tự như vậy tiếp tục cho những cái hoạt động tiếp theo sau. Cho nên một cái công ty, có lẽ là chúng ta đều biết là trong một cái kế hoạch truyền thông một năm, dù là ngắn hạn hay là 2 năm hay 3 năm, thì từng giai đoạn đều có một mục tiêu của nó. Và mục tiêu tổng thể cuối cùng của tôi, dù anh làm gì thì cuối cùng phải đạt được một cái chỉ tiêu bán được hàng không, doanh thu tăng không, lợi nhuận tăng, thị phần tăng, khách hàng tăng không. Thì tất cả những hoạt động truyền thông đó để đi đến một cái mục đích cuối cùng là các KPI đó. Thì để cho cái câu chuyện này nó sâu hơn và nó có chất lượng hơn, thì chúng ta sẽ có một cái buổi trao đổi sắp tới đây với lại đại diện của một số các hãng trong các lĩnh vực khác nhau. Và cái kế hoạch của thầy là sắp tới đây là chúng ta sẽ có trao đổi với lại một đại diện trong mảng về hối đoái trong ngân hàng, và gần như ngoài người tiêu dùng ngoài kia là mờ mịt luôn. Ngân hàng họ vẫn có cái mảng của hối đoái, và thầy sẽ có một cái anh chị sẽ trao đổi về cái chủ đề này, và đây là thị trường của tổ chức rõ ràng. Ngành thứ hai là ngành về phân bón. Ngành phân bón chúng ta thấy tôi có thể vừa bán cho người nông dân, nhưng đồng thời tôi vừa bán cho khách hàng tổ chức, vì có rất là nhiều những công ty họ vẫn trồng trái cây, thanh long này, nho này, vân vân. Như vậy tôi vẫn bán được. Thì người thứ hai chỉ chia sẻ về ngành phân bón. Và một đại diện số 3 là ngành bị nhựa. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là cái câu chuyện này nó sẽ sâu hơn. Và đương nhiên đây chỉ là 3 ngành gọi là đại diện để cho cái series kế tiếp. Chứ còn để mở rộng nó ra, chúng ta thấy còn rất là nhiều những lĩnh vực khác, như khi nãy thầy có chia sẻ, chỉ là B2B thôi. Và thầy sẽ hy vọng là mọi người sau những series như thế này sẽ có một cái nhìn khác đi về cái giao dịch thị trường ngoài kia. Nó không phải chỉ gói gọn ở trong cái ngành hàng của FMCG đâu. Vì chỉ ít, vì cái bản chất của từ FMCG đã cho thấy nó giao dịch mỗi ngày, nó gần gũi người tiêu dùng. Còn những thứ khác chúng ta gần như không tiếp xúc nó mỗi ngày, nhưng nó vẫn tồn tại. Và cơ hội cho mình rất là rộng mở.